Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 2 của chương trình Vui Cùng Bố Bỉm. Vòng 2 được mang tên Bố Mẹ Hợp Sức. Ở vòng này thì đội chiến thắng sẽ giành được 20 điểm và luật chơi của vòng này rất là đơn giản. Cả hai đội chúng ta sẽ tham gia một cái trò chơi vận động nhỏ nhỏ. Chúng ta sẽ chia ra làm hai, các ông bố thì sẽ cưỡi lên hai chú thú nhúng này và cùng đuổi nhau để chích bóng của đối phương. Hai bà mẹ thì sẽ ngồi ở hai cái ghế đằng kia và bịt mắt. Đội nào chích hết bóng trước của đội kia thì mẹ bên đó sẽ được mở cái băng bịt mắt ra và đọc các cái từ được treo trên một cây quạt. Rất là đơn giản, nếu chúng ta ghép lại từ đường nào đúng nhất thì xem như đội đó chiến thắng. Lỡ như mà hai ông bố mà đuổi hoài không chích được thì sao? Để đuổi tới chết đúng không? Cái này thì chắc là tình huống này thì ban tổ chức cũng chưa nghĩ ra. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là ở đó hai chú này to hơn, chú này nhỏ hơn đúng không ạ? Và đương nhiên thì người được chọn ở chú to hơn là đội giành được lợi thế số điểm cao hơn ở vòng đầu. Tức là đội Hi Hi đã được 35 điểm đúng không ạ? Dạ. Chính vì vậy cho nên là lợi thế chọn cái chú mập hơn nó thuộc về đội Hi Hi. Rồi sẵn sàng chứ ha? Dạ sẵn sàng. Rồi bây giờ thì mời hai bạn nữ chúng ta tách ra hai bàn kia và bịt mắt, còn hai bạn nam chúng ta chọn lên ngựa hả? Lên ngựa. Rồi hai đội chúng ta sẵn sàng chưa? Không. Rồi, vô. 3, 2, 1 bắt đầu nha. 3, 2, 1 bắt đầu. Wow, ơi. Wow, con này chạy cho được á. Wow. Rồi, em nghe đục đục. Cái con này nó ốm quá. Thôi nó chạy tiếp đi. Nó ốm quá. Nó ốm quá. Chết ghê vậy, ai chết ai ghê hả? Cố lên anh ơi, chỉ còn một trái bóng nữa thôi đội Hi ơi. Cố lên anh ơi, có được đi ngược lại không? Có đi ngược lại không? Anh muốn nghỉ chưa? Đi không à? Nghĩ chứ anh, cái con này nó ốm quá. Anh nghĩ chưa? Anh nghĩ chưa? Bắp dâu còn có một trái thôi, sắp bể hết bóng rồi. Còn có một trái thôi sao? Kìa. Mày chạy nó đâu rồi? Chạy. Chạy. Hi Hi đã hoàn thành. Con mập ơi, đợi chút xíu đi. Cố gắng lên. Oh man. Cố gắng lên. Sao? Hoàn thành. Bây giờ là mấy bà vợ đó. Em có đáp án là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Lạnh quá. Cái gì vậy? Trời sao nó bay lên vậy trời, trời có một cái từ mà nó không có thấy được á. Rồi mời bố một cơ đoán phụ. Cái gì vẻ vang nè. Cha mẹ con cái vẻ vang gì không. Trời này với loạn thị luôn quá. Thôi nha. Cha mẹ vẻ vang con cái khôn ngoan. Thì chưa đúng. Dạ. Để anh đọc từng chữ nha. Có chữ con nè, cha nè, khôn nè. Con cái khôn ngoan, cha mẹ vẻ vang, đúng. Dạ rồi. Đáp ứng hoàn chỉnh trên hai cây quạt thần thánh của chúng tôi là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Xin chúc mừng đội Hi Hi đã giành chiến thắng. Hay quá. Và trên cái quạt kia thì con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ. Con cái khôn ngoan cha mẹ vẻ vang, đúng rồi. Cái câu này em cũng không biết luôn. Không, nhưng mà mình cùng nghĩa là được rồi. Nó giống nghĩa là được rồi. Ủa nhưng mà sao anh chậm quá vậy anh? Thứ nhất á là cái con nó ốm. Và thứ hai á là anh mệt quá. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là kết thúc vòng 2 thì chiến thắng đã thuộc về đội Hi Hi, cũng đồng nghĩa là đội Hi Hi được thêm 20 điểm nữa. Tổng kết sau 2 vòng thì tổng số điểm của cả hai đội như sau: đội Hi Hi 55 điểm,
Đội bóp dâu 30 điểm. Cách biệt bây giờ là 25 điểm. Đội giành chiến thắng chúng ta sẽ có được một lợi thế. Đó là chúng ta sẽ được chọn trước một quan điểm ủng hộ hay là phản đối. Vòng thứ 3 này thì chúng ta sẽ được lắng nghe một khán giả gọi đến cho tổng đài của chương trình chia sẻ vấn đề của bạn ấy. Nhiệm vụ của cả hai đội chúng ta phải đưa ra cái quan điểm ủng hộ hoặc là phản đối. Nếu như khán giả ủng hộ cho quan điểm nào thì xem như đội đó chiến thắng ở vòng 3. Xin mời đội Hi Hi chúng ta chọn quan điểm là ủng hộ hay là phản đối. Mặc dù chúng ta chưa biết vấn đề sắp tới là gì. Ồ, em tưởng là mình chọn biết rồi em mới chọn. Tính ra cũng không lợi gì lắm đâu. Dạ. Có em xin phép chọn phản đối. Như vậy thì mặc định là đội bóp dâu sẽ phải chọn quan điểm ủng hộ. Là ủng hộ cho cái gì và phản đối cho vấn đề gì. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để bước vào vòng 3 của chương trình. Tổng đài bố biểm. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với vòng 3 của chương trình Vui cùng bố biểm. Vòng 3 được mang tên Tổng đài bố biểm. Kính thưa quý vị và các bạn, cùng với hai đội chơi của chúng ta ở vòng 3 này thì luật chơi rất là đơn giản. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến từ một khán giả gọi đến cho tổng đài của chương trình cần tư vấn về vấn đề của bạn ấy. Và nhiệm vụ của cả hai đội chơi chúng ta là chúng ta sẽ đưa ra cái quan điểm của mình. Một là ủng hộ, hai là phản đối. Và làm thế nào để chúng ta trình bày quan điểm mình một cách thuyết phục. Đội nào thuyết phục được sự ủng hộ của khán giả gọi đến cho tổng đài thì đội đó xem như giành chiến thắng. Mặc dù điểm số đang cách biệt khá xa giữa Hi Hi và Bắp Dâu, nhưng mà ở vòng 3 này chúng ta hoàn toàn có thể lật được tình thế, bởi vì có một cái luật chơi rất là thú vị. Trên bàn của hai bạn có hai cái phong bì, hai bạn mở ra và ghi vào số điểm mình muốn lấy từ đội đối phương của mình nếu như mình chiến thắng ở vòng này. Và số điểm mình được lấy tối đa không vượt qua số điểm mà mình hiện đang có. Mình là coi như là sao cũng được rồi đó. Có nghĩa là ha, kiểu gì cũng thua, cũng lấy hết đi. Thôi lấy hết đi. Một ăn cả ngã về không? Mình lấy là 30 điểm đúng không? Rồi, ok. Rồi, và bây giờ thì xin mời phòng máy kết nối với khán giả. Tổng đài bố biểm, xin nghe. Em chào tổng đài bố biểm và hai đội chơi ạ. Em tên là Duy, hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở quận 7. Thì em và vợ em hay tranh cãi với nhau về chuyện con em được 2 tuổi rồi. Dù em muốn cho con em ngủ riêng để dạy cho bé tự lập từ nhỏ. Một phần là để dễ dàng hơn cho ba mẹ trong việc nuôi con sau này, cũng như là để cho bé phát triển tốt hơn. Nhưng mà vợ em thì cứ bảo là tuổi thơ của con ngắn lắm, nên là cô ấy chỉ muốn ôm con ngủ và nói là em không biết thương con. Nên em rất là mong muốn có thể nhờ tổng đài bố biểm cũng như hai đội chơi có thể tư vấn giúp em là có nên cho con ngủ riêng từ bé hay không ạ. Rồi, cảm ơn Duy rất nhiều. Duy giữ máy nha Duy. Rồi, bây giờ thì xin mời phần tranh luận của hai đội. Thật sự là gia đình em nó cũng có cái lớn cứng. Có nghĩa là em rất thích ngủ chung với con. Bây giờ là túm lại anh về phe này hả? Đó là ý thích của anh. Ý thích của anh Nhưng mà ở nước ngoài á, chị em cho các bạn từ nhỏ ngủ riêng. Bởi vì là chị tạo cho các bạn sự tự lập nè. Rồi tạo cho các bạn có một cái không gian riêng nè. Rồi tạo cho các bạn có sự sáng tạo. Bây giờ ngủ riêng á, các bạn hay chơi một mình, các bạn sẽ suy nghĩ tới chuyện này chuyện kia, các bạn sẽ sáng tạo ra rất là nhiều thứ. Và anh nghĩ là cái cách đó là cách rất hay. Thông thường là ở bên nước ngoài nó vậy. Nhưng anh là vẫn thích ngủ không chung với con. Anh nó đáng lẽ nha. Mà nếu mà cho anh chọn thì chắc chắn là anh sẽ chọn ngủ chung với con á. Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Quay xe gấp anh ơi. Nhưng mà chúng ta ủng hộ cho nên là. Nhưng mà chúng ta ủng hộ. Lần sau. Mình vô cái thế này rồi. Thì vô thế phải là ủng hộ. Là buộc mình phải ủng hộ. Đúng rồi. Cam chịu thôi chứ biết sao giờ. Đội Hi Hi tụi em là phản đối nha cả nhà. Em thì em vẫn chọn là ngủ với con. Thứ nhất là về sự an toàn. Nhà mình bây giờ ai cũng xài điện mà, chắc chắn sẽ có được rủi ro. Thì mình kiểm soát rủi ro bằng cách nào? Chỉ có ở bên con thôi. Và khi con chơi ở đâu cũng vậy, mình cũng phải ở bên con để mình xem xét, dù có camera nhiều thế nào nữa. Buổi tối thì Hi ngủ thì nó lăn qua lăn lại, thì cái mền đó nó có bị quấn cổ con hay không? Có cách nào để mình giải quyết được vấn đề đó hay không? Em cũng chưa chắc là mình sẽ làm được. Thứ hai thì em thấy rằng là thời gian trôi qua nhanh lắm. Tại vì con là nó gặp thầy cô và bạn bè trên trường nhiều hơn là gặp mình. Mình về nhà mình chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ để mình chơi với con. Và mình ở bên con, mình có cái hơi của con mình thôi. Thì em thấy là cái việc ở với con nó quý giá. Thì khoảng 6 tuổi hay là 5 tuổi gì đó, tới cái thời điểm đó mình cho con ngủ riêng cũng được.
Lúc đầu là có bạn nhỏ đầu tiên á, là bé Bắp á, là em đã rất là muốn để cho con em ngủ riêng từ lúc 2 tuổi rồi. À, bởi vì theo quan điểm của em á, đúng là cái mà lợi thế nhất khi mà cho bé ngủ riêng trong những năm đầu đời sẽ rèn cho con được một cái lớn nhất, đó là cái tự lập. Con sẽ không phải phụ thuộc vào ba mẹ. Kinh nghiệm của mình á, với các bé khi mà các bé ngủ chung với ba mẹ, để cho các bé ngủ được thì ba mẹ phải kể chuyện cho bé nghe nè, hoặc là ba mẹ phải dỗ mông nè, hoặc là ba mẹ phải xoa lưng nè. Tại vì thường á, là khi mà con ngủ chung với ba mẹ thì tự động nhu cầu thiếu hơi ba mẹ của bé sẽ giúp bé nảy sinh ra được những cái yêu cầu đó. Và những cái yêu cầu đó nó là yêu cầu chính đáng của một đứa nhỏ. Tuy nhiên, theo một cái phương diện khác thì đó cũng gọi là một cái thể loại làm phiền ba mẹ. Bởi vì nhiều khi là ba mẹ đã đi từ sáng tới tối, làm việc nó đã quá mệt mỏi rồi, về tới nhà hung hít con, yêu thương con, và ba mẹ muốn có một cái giấc ngủ sâu. Và đặc biệt là chúng ta lớn tuổi rồi, không có nhỏ tuổi nữa, cho nên mà qua cơn một cái là khỏi ngủ luôn, thức tới sáng luôn. Không, anh thấy là đôi lúc là không phải là con làm phiền mình, mà anh thấy là mình làm phiền con thì phải. Ủa là sao? Nội bộ lùng cùng. Bởi vì là tối con ngủ anh hay chạy qua, anh ôm cái đẩy cái tay ra vậy nè. À, đừng có ôm con. Vậy thì túm lại là để tránh phiền phức cho cả hai thì chúng ta nên cho con của chúng ta ngủ riêng từ những năm đầu đời. Cái quan tâm nhất của các bậc cha mẹ khi con ngủ riêng là con có an toàn hay không. Cái đó là cái quan tâm nhất thôi. Còn nếu mà giải quyết được cái chuyện là các bé ngủ riêng mà vẫn đảm bảo được cho con sự an toàn và đảm bảo cho con ngủ ngon giấc, thì em đảm bảo với anh là tất cả các ông bố và bà mẹ đều muốn cho con ngủ riêng. Bởi vì thật ra chuyện vợ chuyện chồng thì cũng phải có chuyện riêng. Chứ lúc nào hả cũng ngủ chung với con thì nhiều khi vợ chồng có những chuyện riêng thì giải quyết làm sao? Đợi đúng con không? Ngủ. Nói thế thì chịu rồi chứ biết sao vợ. Chúng ta đang ủng hộ anh hả? Đúng rồi anh. Quan điểm của chúng ta đúng là rồi. Chúng ta đang ủng hộ. Xin nhấn mạnh lần nữa, anh đang ở đội ủng hộ. Mình có thể cho con tự lập bằng cái cách khác thay vì là phải ngủ một mình mới tự lập. Ví dụ như là đem đồ đi giặt, tự bấm máy giặt luôn cũng được mà. Con em bây giờ là tự bấm máy giặt luôn rồi, tự đi quét dọn, tự quét nhà, không cần phải là đi ngủ riêng mới có thể là tự lập được. Thật ra là công việc của tụi em á là tụi em đi rất nhiều. Có những đợt mà tụi em đi từ lúc mà con em chưa dậy và về thì con em nó ngủ rồi. Thì cho nên là cái việc mà ghiền con phải ngủ chung, và giống như là nhiều khi đi làm về đi, mình thấy con xong rồi vô ngủ con, mình ôm con, em nghe cái mùi của con em á, kiểu mình cảm giác nó rất là dễ chịu, rất là bình yên. Với lại được một cái là con em từ hồi nhỏ giờ là em không có ru. Giống như là em để bình sữa đó, tự bò tới, tự đi tới, cầm cái bình sữa, tự nằm, tự ngủ. Thì bắt đầu giờ lớn dần rồi thì bắt đầu là tụi em nó nói chuyện, thì ngủ xong mà tự ngủ, chứ không có kiểu như đỡ cái là tụi em không phải dỗ mông hay ru thế này thế kia. Thì chính là một phần đó là hồi nãy theo như em nhớ bạn Duy có nói là đang nói về vấn đề của gia đình bạn là con bạn dưới 2 tuổi. Thì thực ra dưới 2 tuổi các con nhiều khi là chưa có nói rõ được. Nhiều khi có những cái vấn đề gì đó ở trong buổi tối trong đêm á, thì mình cũng không có biết được là bé có đang ok hay không. Thì em vẫn muốn là ủng hộ về cái việc là em ngủ với con. Mình phản biện chứ anh. Mình phản đối thì mình phải phản biện. Sao anh nghe bên này nói sao mình gật đầu không vậy? Vậy em phản biện nè. Bây giờ cái vấn đề là bây giờ cái nỗi lo sợ của bên này đó là con sẽ gặp nguy hiểm trong cái lúc mà ngủ. Tại vì bé không tự chủ được lúc đó. Và cái cụ thể nhất đó là sợ là mền che vô mặt con và con sẽ khó thở. Chúng ta có một giải pháp. Trước đây thì Phượng có sử dụng cái chăn lưới cho các bé. Thì cho dù cái chăn đó có ụp lên mặt của con đi chăng nữa thì con cũng sẽ không sao cả. Quấn vô cổ thì sao? Ủa? Gì vậy? Gì quấn vô cổ trời ơi. Nó ngủ nó quấn vô đây. Hạn hán lời. Giải quyết cái vấn đề mà quấn vô cổ thì sao? Tôi nghĩ mà tôi tức á. Cuối cùng là anh theo phe nào? Không, anh á là anh ủng hộ con ngủ riêng. Nhưng phải cho anh một cái giải pháp an toàn. Chưa nghe xong là anh đã nói lại là vậy nè. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Tôi em chịu thua. Gia đình em lục đục nội bộ. Thì
cả ngàn trường hợp thì chỉ có một trường hợp xui rủi thì sao anh? Thì không có gì tuyệt đối hết trơn á. Giải quyết cái vấn đề cao nhất là vấn đề an toàn cho trẻ khi mà trẻ ngủ riêng. Đúng. Ừ. Thì nãy giờ á là mình đã đưa ra rất là nhiều giải pháp này, chẳng hạn như là camera này, chẳng hạn như là ngủ nệm này, chẳng hạn như dùng chăn lưới nè. Rồi bạn này bạn đưa ra một trường hợp quấn cổ thì sao? Đúng rồi. Vậy thì bây giờ có một cái loại chăn mà nó tự co giãn. Không thể. Không thể có được. Chắc tối nay cho anh ngủ sofa quá. Xin lỗi được chưa? Tại vì một phần nữa là tuổi thơ của con nó trôi qua nhanh lắm. Em muốn là những lúc nào mình có thời gian là mình sẽ dành với con, mình đồng hành với con, người bạn đồng hành với con cái bé. Tại vì theo như em nhớ em từng đọc một cái cuốn sách hay là một cái gì đó về giống như là tâm lý này, em nhớ là trong khoảng 3 tuổi trở lại, ba mẹ là tất cả đối với là một cái thế giới đối với tụi con. Thì đâm ra em muốn dành trọn từ lúc con sinh ra đến lúc 3 tuổi, ba mẹ bất cứ lúc nào có thời gian là có nghĩa là ở bên cạnh con, đồng hành với con, trải nghiệm tất cả mọi thứ trên cái cuộc sống này. Còn anh là tới giờ vẫn chưa có nhu cầu ngủ riêng. 7 tuổi rồi. Ủa là sao? Ủa vậy là tính lại là sao? Không phải. Có nghĩa là cái anh quan tâm nhất và không phải là một mình anh đâu nha. À. Anh nghĩ là mọi người cũng muốn cho con tự lập ngủ riêng, nhưng mà cái lo lắng nhất vẫn là làm sao cho con sự an toàn. Và anh cũng rất ủng hộ nha, ủng hộ là anh ủng hộ, anh ủng hộ, anh ủng hộ. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo, lươn lẹo, lươn lẹo. Là ngủ riêng. Vậy túm lại là sao? Anh ủng hộ đúng không? Ủng hộ. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Có lẽ là cuộc tranh luận này sẽ không bao giờ có hồi kết. Nhưng mà thôi thì bây giờ chúng ta cũng phải dành phần đánh giá lại cho khán giả. Chắc là nãy giờ Duy cũng nghe phần tranh luận của cả hai đội rồi. Và bây giờ với Duy thì cái phần tranh luận nào á mà Duy cảm thấy thuyết phục Duy nhất? Dạ, đầu tiên thì em rất cảm ơn phần tranh luận của cả hai đội chơi. Ngay từ lúc đầu thì em đã chọn quan điểm mong muốn cho con mình được ngủ riêng từ bé. Nhưng mà sau khi nghe sự chia sẻ từ hai đội thì em bị thuyết phục phần nghiêng hơn về phía đội phản đối nhiều hơn. Bởi vì đội phản đối đã chia sẻ với em một điều, không phải nhất thiết là cho con ngủ một mình từ bé thì mới cho con tự lập. Mình có thể giúp con tự lập bằng nhiều phương pháp khác nhau. Nên là em sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình và sẽ nghe theo lời của vợ em nhiều hơn và có thể cho con tự lập bằng nhiều phương pháp khác ạ. Em xin cảm ơn hai đội chơi rất nhiều. Yeah, cảm ơn Duy. Là mình thua đó. Ủa gì vậy? Ủa mình thua hả? Như vậy là bạn Duy đã chọn quan điểm phản đối của đội Hi Hi. Như vậy thì cũng đồng nghĩa là đội Hi Hi đã giành chiến thắng ở thứ ba này. Và trước khi chúng ta tổng kết điểm số thì đội cô Tú Anh có thêm ý kiến ở cái phần tranh luận vừa rồi ạ. Phần tranh luận rất là thú vị ạ. Trong những năm đầu đời của các em bé thì với suy nghĩ của mình cũng không đưa ra cái lời khuyên cho ba mẹ là ngủ chung hay là ngủ riêng. Tại vì đối với mình nó là một cái quyết định rất là cá nhân của từng gia đình. Nếu như bây giờ mình bảo là con phải ngủ riêng nhưng mà nhà họ có một phòng thôi làm sao? Dạ đúng không ạ? Thì cái thứ nhất là cái điều kiện của cái gia đình đó có thể làm được chuyện đó hay không? Và cái ý thứ hai á, mình muốn hỏi đó là bây giờ cho con ngủ chung hay là cho con ngủ riêng ấy, con ngủ có ngon không? Dạ. Và ba mẹ ngủ có ngon không? Có rất nhiều em bé khi mà các bạn ngủ các bạn hay nói mớ nè, rồi các bạn hay đạp, rồi các bạn đạp vô mặt mình luôn nè. Chúng ta rất khó ngủ mà cứ bị động vào người, xong rồi đang nửa đêm nửa hôm đang say giấc nồng, xong tự nhiên có tác động vật lý và chúng ta không thể ngủ lại được, và cái điều đó làm cho chúng ta ngủ không ngon. Tùy mỗi người thôi, nếu mà chúng ta rất là dễ ngủ, chúng ta ngủ ngon thì ngủ chung hay ngủ riêng thì không ảnh hưởng. Nhưng mà nếu chúng ta là một người cực kỳ khó ngủ, đã đánh thức rồi và khó ngủ lại được, và cái việc thiếu ngủ nó sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý chúng ta một cách nghiêm trọng, thì chúng ta phải chăm sóc cho bản thân chúng ta trước. Bởi vì chúng ta mà không vui, chúng ta mà ngủ không ngon thì cả nhà gánh hết, đúng không ạ? Dạ rồi. Dạ, cảm ơn cô Tú Anh. Trước khi tổng kết số điểm thì chúng ta cũng sẽ xem đội chiến thắng là đội Hi Hi sẽ muốn lấy đi bao nhiêu điểm của đội Bắp Dâu. À, lấy đi 24 điểm. Ủa sao 24 điểm, sao số lẻ vậy? Không hiểu. Dạ lên 79 điểm cho đẹp. Lên 79 điểm. Hồi đầu là em nói với ông chồng em là lấy 29 điểm đi. Cái ông biết ông ghi 24, cái em ngồi suy nghĩ nãy giờ thì em mới nhớ là 55 cộng vô 24 là 79. À 79 điểm. Hết số 79. Là con dê đó. Ai gọi tôi đó, có tôi đây. 79 là thần tài á. Ủa thần tài sao? Mà tưởng con dê. Quê là quê là quê, chung mình qua quê. À, em thấy lẩu 79 rồi, cái lẩu dê 79 gì đó. Lẩu 79 của anh đây, mời anh xơi. Rồi còn đội Bắp Dâu, nếu như chiến thắng thì đội Bắp Dâu lấy như vậy? Dạ, lấy đúng 30 luôn. Lấy hết luôn. Vậy là giờ mình mất hết luôn đâu rồi đó. Đâu còn gì để mất đâu.
Tổng số điểm của hai đội sau 3 vòng, đội Hi Hi giành được 79 điểm. Đội Bắp Dâu còn 6 điểm. Đây là một chiếc buồn nhẹ. Rồi như vậy thì chúng ta xin chúc mừng đội Hi Hi đã giành chiến thắng chung cuộc sau 3 vòng của Vui Cùng Bố Biển ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chương trình Vui Cùng Bố Biển tuần này sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và xin được gửi lời cảm ơn đến hai đội chơi rất là dễ thương của chúng ta ngày hôm nay với rất nhiều chia sẻ bổ ích cho tất cả những ông bố bà mẹ trẻ. Và cũng xin gửi lời cảm ơn rất là chân thành và sâu sắc đến với lại thạc sĩ tâm lý Tú Anh Nguyễn đã đồng hành cùng chương trình Vui Cùng Bố Biển ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Vui Cùng Bố Biển do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Điện Quân Group thực hiện. Đến đây thì tất cả chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý khán giả. Xin gửi lời cảm ơn quý khán giả một lần nữa. Và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.